tôi xin trân trọng kính chào quý vị quan khách đến tham dự bữa tiệc 35 năm của Nhật báo Người Việt. Xin mời vị độc giả đoạt giải nhất đồng hàng trong cuộc thi viết văn của Nhật báo Người Việt kỷ niệm 35 năm. Xin kính mời bà Hà Thị Hòa lên sân khấu. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu, đây là độc giả Hà Thị Hòa, người đã trúng giải nhất đồng hàng trong cuộc thi viết văn ngày hôm nay. Thị Hòa. Tonight, we want to present the first prize to the winner, Hà Thị Hòa. Cái bài được giải thưởng, xin bà Hòa có thể cho biết là bài gì? Dạ, thưa là Chợ Bốn Mươi Hai. Dạ, tác giả Hà Thị Hòa giải nhất tác phẩm Chợ Bốn Mươi Hai. Bài viết bà Hà Thị Hòa có tên là Chợ 42. Tại sao lại là chợ và tại sao là 42? Xin quý vị đón đọc Nhật báo Người Việt đã đăng rồi ở trên báo giấy và đồng thời trên online. Xin cảm ơn bà Hà Thị Hòa. Mời bà. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Vĩ Toàn. Chúng ta đọc báo Người Việt thì biết rằng ông Đỗ Vĩ Toàn có bút danh là Ngô Nhiên Dung, và ông sẽ là người trao giải nhất đồng hạng cho bà Phí Trinh. Thưa quý vị, trước khi ông Đỗ Vĩ Toàn trao giải, chúng tôi xin được nói thế này: khi mà tác giả Phí Trinh gửi cái bài viết vô có tựa đề là Gì Tôi, thì cái nhân vật chính trong cái chuyện Gì Tôi tên là Sophia Mai John, tức là gì của tác giả Phi Trinh. Và hôm nay chúng ta có một cái đặc biệt là tác giả Phi Trinh mời bà dì Sophia Mai John có mặt ở đây. Chúng tôi xin mời bà Sophia Mai John, tác giả Phi Trinh của bài Gì Tôi, lên sân khấu để nhà báo Đỗ Vĩ Toàn, tức là bị luận danh Ngô Nhiên Dung, trao giải. Chúng tôi xin kính mời bà Phí Trinh và bà Sophia Mai Trọng. Thưa quý vị, bên trên mặt của chúng tôi chắc chắn là nhà báo là Ngô Nhiên Dung. Người đứng giữa mặc áo đen là bà Phí Trinh, tác giả bài viết Gì Tôi. Và người đứng bên cạnh, tức là Gì Tôi, Sophia Mai Trọng. Mời cô anh Phạm Tư. Thưa quý vị, đây là một cái lời yêu cầu mà ban tổ chức đã thảo luận với nhau, là vì bà Sophia Mai John là nhân vật chính của chuyện Gì Tôi, cho nên ông Đỗ Vĩ Toàn và ban giám thi có nhà ý được tặng cho bà Sophia Mai John một tấm khác để làm kỷ niệm. Hy vọng người Việt Nam mình sẽ có nhiều bài gì như bà, để những người chưa bao giờ viết văn như chúng tôi có thể viết và dừng thi báo Người Việt trong vòng vài năm sắp tới. Thưa quý vị, năm nay báo Người Việt không có giải nhì mà chỉ có hai giải đồng hạng nhất mà thôi, và nhảy một cái qua giải thứ ba. Người trúng giải là cô Linda Ngọc Đăng. Chúng tôi xin mời nhà thơ Du Tử Lê lên sân khấu. Chúng tôi xin được giới thiệu bà Linda Ngọc Đăng và bài viết của bà có tên là Chuyện Ông Tư. Xin mời cô Phạm Tư. The story of Mr. Tư. That was the title of the short story that Miss Linda Ngọc Đăng wrote. Chúng ta chào mừng người đến giải ba trong cuộc thi viết văn ngày hôm nay là bà Linda Ngọc Đăng. Thưa quý vị, người trúng giải khuyến khích đó là bà Hà Thị Hòa. Bà Hòa năm nay trúng hai giải một lượt, tức là giải nhất đồng hạng và đồng thời giải khuyến khích. Chúng tôi xin nhờ nhà văn Phạm Phú Minh lên trao giải khuyến khích cho bà Hà Thị Hòa. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu một lần nữa bà Hà Thị Hòa trúng hai giải một lượt, giải nhất đồng hạng và giải ba khuyến khích. Bà còn bài viết ở lớp không ạ? Dạ vâng.
Và bà nói là sắp sửa viết bài thứ ba cho năm thứ 36 của Nhật báo Người Việt. Xin giới thiệu là nhà văn Phạm Phú Minh. Miss Han Hiệp Hoa also won the first prize and she now won another prize. Tôi nghe lén lén bên tai là ông Phạm Phú Minh, tức là nhà văn Phạm Xuân Đài, người đã từng chủ trương tạp chí thế kỷ 21, nói mà tôi nghe lọt vào: chị viết giỏi quá, giỏi cả hơn tôi nữa. Xin cảm ơn nhà văn Phạm Phú Minh. Một giải Binh Nhất Kiến Thiết được trao cho ông Đặng Xuân Hường. Chúng tôi xin mời nhà văn Phạm Phú Bảo. Cái này giới thiệu của quý vị, một cây bút đã trúng giải Binh Nhất năm nay của Nhật báo Người Việt là ông Đặng Xuân Hường, trúng giải với bài viết là Nhớ và Quên. Xin được hỏi ngay một câu, anh nhớ cái gì và quên gì ạ? Anh bảo là bài đó, bài nó nhớ là nhớ đến trưng Tết và cũng quên là quên đến trưng Tết. Bài có tên là Bánh Trưng Tết. Xin giới thiệu nhà văn Vũ Bảo. Tôi xin khen quý vị để nói một điều. Ông chủ bút của nhà báo Người Việt là anh Phạm Phú Tuấn Tào, là người tổ chức thành công được cái giải viết văn này. Cho nên chúng tôi xin mời anh chủ bút Phạm Phú Tuấn Tào lên trao giải này như một tiêu tượng trưng cho cái công lao của anh làm ngày hôm nay. Thưa quý vị, anh Phạm Phú Thiền Giao không chuẩn bị lên sân khấu cho nên thắt cà vạt màu đỏ. Xin dám lại cái lên sân khấu để thắt cà vạt màu xanh. Chúng tôi xin mời Nguyễn Phước An lên sân khấu. Và lần này thì chúng tôi xin mời cô Ngọc Lan lên trao giải thưởng cho Nguyễn Phước An. Xin được giới thiệu, đây là Nguyễn Phước An, đây là cô Ngọc Lan và đây là Nguyễn Phước An. Ngọc Lan có một cái vinh hạnh, đó là có một lần được giao cho review một quyển sách, đó là Lao Sao Dòng Đời của tác giả Nguyễn Phước An. Và không ngờ đến khi mà thi thì người đoạt giải cũng lại là tác giả Nguyễn Phước An. Nhưng mà Ngọc Lan xin dành cái vinh dự được trao giải lại cho cô Bùi Bích Hà, một trong những giám khảo của cuộc thi. Kính mời cô Bùi Bích Hà. Writer Bùi Bích Hà will be presenting the award to author Nguyễn Phước An. Nếu cần một người cộng tác sau này thì nhớ xin mời anh. Tất cả tấm lòng trân trọng của tôi thì xin được. Cảm ơn anh em Ngọc Lan rất là nhiều. Chúng tôi xin cảm ơn nhà văn Bùi Bích Hà, cô Ngọc Lan và anh Nguyễn Phước An. Thưa quý vị, người trúng giải Tâm Hà nhất và Hà khuyến khích là bà Hà Thị Hòa, một lần nữa lên sân khấu sẽ có đôi lời cảm ơn quý vị quan khách. Xin giới thiệu bà Thị Hòa. Hôm nay thì mình đến đây cho rất là rung, nhưng mà không biết nói cái gì, sợ là nói sẽ thất thố, cho nên là bữa nay tôi sẽ viết một cái bài hơi ngắn chút để mà đọc cảm ơn quý vị, tại vì nói không được. Kính thưa ban lãnh đạo tòa soạn báo Người Việt, quý vị quan khách, thật quá xúc động khi tôi được hân hạnh đứng trên đây để ngỏ lời cùng quý vị. Một danh dự quá to lớn không tưởng tượng được trong lòng, trong cuộc đời cô. Niềm tự hào, vinh dự nhận giải nhất và giải khuyến khích của tờ báo Người Việt, một cơ quan báo chí trung thực, uy tín, nổi tiếng, luôn phục vụ kiều bào một cách nhiệt tình tận tâm. Tôi thật sự cảm ơn thật sâu, tận đáy lòng với toàn thể nhà báo, nhất là đối với 7 vị giám khảo tuyệt vời đã vượt tôi đứng dậy mạnh mẽ, cho tôi niềm tự tin, cơ hội viết lách và tự hào với bản thân mà xưa nay tôi chưa hề nhận biết. Tôi cũng xin cảm ơn đấng sinh thành đã cho tôi một cuộc sống tốt, cảm ơn trời Phật đã cho tôi một mái ấm gia đình,
với người chồng luôn yêu thương vợ con cùng với các con nhân hiếu hoàng. Đáng yêu rồi bây giờ tôi còn có thêm hai dấu hiền để Thảo và đàn cháu nhỏ nữa. Gia đình tôi là nguồn tư liệu dồi dào để tôi sáng tác trong cuộc thi viết. Các con tôi tuy nhỏ nhưng đã biết thế nào là sự hy sinh, chịu đựng giúp cha mẹ trong cuộc sống đổi đời. Thành quả hôm nay về tinh thần chúng tôi xin tâm lắng. Về vật chất chúng tôi sẽ dùng để quyên góp phần nào lợi ích của cộng đồng xã hội. Một lần nữa tôi xin thành thật biết ơn và trân trọng. Kính chúc toàn thể quý vị nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin kính chào quý vị. Hai vị độc giả chúng giải nữa, một vị tại South Carolina và một vị tại Texas không đến được, cho nên họ truyền lời chào mừng quý vị quan khách. Vị đầu tiên ở South Carolina là ông Nguyễn Phùng Nhân đã trúng giải với bài viết Nhớ và Quên. Và người thứ hai là bà Helen Vũ sống tại Texas trúng giải thưởng với bài viết có chủ đề là Chắp cánh cho đời con bay cao.